Camera xin kính chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi VCS tại chung kết thế giới. Và các bạn ơi, với chương trình World and Us đến với tập 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một nét văn hóa đặc trưng cũng rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, đó chính là mukbang. Của số thứ 2 của chương trình World and Us chính là 안녕하세요, Ngọc Inida. Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh VCS Liên minh huyền thoại. Mình là Ngọc, hiện đang là CEO của Cerberus eSports. Mình là Jason và hiện tại là mình làm việc và hỗ trợ tại Cerberus eSports. Vâng, và để cho buổi mukbang ngày hôm nay được trở nên suôn sẻ hơn thì chúng ta em có nghe được là bên ban tổ chức đã chuẩn bị cho chúng ta hai món ăn đầu tiên rất đặc biệt mà phải sử dụng thử thách thì chúng ta mới có thể ăn được nó. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Thì ở đây là sẽ có 3 cái poster và ở đằng sau thì sẽ có những cái thử thách. Nếu như mà chúng ta thực hiện được thử thách thì chúng ta vẫn có thể bỏ qua món này, tại món này được gọi là mì cay cấp độ 10 ạ. Wow! Thế thì chúng ta phải cố gắng để có thể vượt qua thử thách này để chúng ta có thể gọi là thưởng thức thật sự ý nghĩa của mukbang. Xin mời anh Jason hãy diễn lại hành động của huấn luyện viên đang rất nóng giận sau trận thua của các học trò. Em nghĩ là đúng vào đề rồi đấy. Đúng đề rồi đấy. Tại vì mặc dù không phải là một người gọi là quá tìm hiểu về Cerberus, nhưng cũng có nghe qua được về sự tức giận của thầy Ly. Có thể là thầy Ly có thể không coi, nhưng mà xin lỗi thầy. Em xin lỗi thầy. Có cần phải đứng lên không? 두 번째 타워. 내가 타워 두 번째 타워에서 다이브 하지 말라고 했었지. 왜 계속 하냐고. 나 왜 사람 새끼인데 왜 말을 쳐 안 듣냐고. nó chưa, cái này nó chỉ được gọi là khoảng 30% cái sự thật thôi các bạn. Em nghĩ là với cái nỗ lực như thế này thì mình có cho qua được không chị? Nỗ lực hơi nhiều. Ok, cho qua. Đóng vai caster và bình luận pha Pentaki của Slider một cách hài hước. Ngọc cũng đang nghĩ, thế là Ngọc đang nghĩ là Ngọc đang nên ăn. Chứ kiểu bây giờ cũng đang lúc như thế này mà. Dạ. Ok, thôi Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ chấp nhận cái hình phạt này. Nhưng Ngọc muốn đợi xem mai có phải chịu gọi là hình phạt với Ngọc nữa không? Cái này hay. Dạ. Diễn lại hành động thất vọng của Faker ôm đầu. Trước khi thực hiện thử thách này thì Mai xin gửi lời xin lỗi với tất cả T-Con trên toàn thế giới và đặc biệt là T-Con nhà mình. T-Con. Nói chung là em đã diễn tả được 99% tinh thần rồi. Đoạn cuối thì hơi ngầu quá. Chị Ngọc có cho em qua không ạ? Bây giờ cho qua thì lại cái đứa mà không cho qua, phải có đứa nó chịu gọi là chịu trận cùng mình. Chuẩn bị xem độ cay như nào. Chịu không ạ? Em ăn thử rồi em biết. Một tô mì rất sexy, trong đó có chả cá này, một tteokbokki này, một trứng cút này, thịt này. Không biết là chị Ngọc với anh Jason cảm thấy hiện tại trong người đã khoan khoái chưa, đã sẵn sàng để có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết những điều thú vị ở trong kỳ chung kết thế giới này chưa ạ? Thấy đã sống sót quay trở lại. Khi mà chúng ta biết là Cerberus thì có yếu tố Hàn rất nhiều. Vâng, cụ thể là như là huấn luyện viên cũng là thầy Lee là người Hàn. Vậy thì tức là chúng ta đã có một sự khác rất nhiều khi mà chúng ta có một huấn luyện viên người Hàn. Vậy thì không biết là điều này có tác động như thế nào đối với các bạn tuyển thủ ạ? Thực ra là thầy Lee mang lại khá là nhiều thứ cho các bạn. Thứ nhất là kỷ luật. Cái thứ hai nữa là dù công việc của mình là mình ngồi mình chơi game, nhưng mà đây nó là công việc. Và thầy Lee trước khi làm giống như là làm tuyển thủ á, thì thầy Lee hay có cái câu là làm con người đàng hoàng trước đã. Cái câu mà thầy chạy không thầy giống như là thầy không chỉ truyền đạt lại những cái chuyên môn trong game mà thầy còn truyền đạt lại những cái một con người phải sống như thế nào. Nếu như vậy thì không biết là về phía các huấn luyện viên, đặc biệt là huấn luyện viên là thầy Lee, thì khi mà nhìn nhận và nhìn những tuyển thủ của Việt Nam thì nó có sự khác nhau gì với các tuyển thủ thầy Hàn không ạ? Đó là thầy Lee có bảo là thật ra là người tuyển thủ Việt Nam không có thua tuyển thủ Hàn Quốc, nhưng mà cái cách mà mấy bạn đón nhận cái vấn đề cũng như là cái cách mà mấy bạn làm việc ở trong cái môi trường mà là eSports. Thật sự nha, nếu mà mấy bạn mà qua bootcamp ở những cái team lớn ở Hàn Quốc thì mấy bạn sẽ thấy. Thật ra thì vâng, ở tập 1 thì chúng em đã có một talk show với lại anh A Xính Nghị Đại Hàn, thì anh ấy cũng là người tiếp xúc và ở chung với các tuyển thủ, thì các bạn thì anh ấy đã chia sẻ là các bạn tuyển thủ ở Hàn có giờ giấc ăn uống đúng ngày đúng giờ, train thì 16 tiếng một ngày, tức là họ tập trung và họ dồn tất cả lực của họ để có thể cho cái mục tiêu duy nhất của bản thân mình, đó chính là chiến thắng. Bây giờ chúng ta đã có năng lượng chưa ạ? Chúng tôi xin cảm ơn tổ chế tác rất nhiều. Sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng tụi em cũng đã được ăn rồi ạ. Mai nghĩ là đội nào sẽ là vô địch rồi? Cái này là hoàn toàn do Mai nghĩ hay là do ảnh hưởng của T1 còn, T1 còn của một gọi là một cá nhân nào khác? Thế ra thì em thật ra là fan của D Plus Gear, của Faker. À, ok. Nhưng mà sau một khoảng thời gian đấy bây giờ thì em hết hy vọng rồi. Bốn cái tên mà Mai nghĩ vô chung kết là chung kết tổng là top 4 ấy chị. Top 4 á, top 4. Top 4 cho dây. Bây giờ mình khoan phân là ai sẽ là chủ địch, ai sẽ hạng nhì đi, nhưng mà mình nghĩ 4 cái tên. Top 4 đi nha. Top 4 đi cho nó dễ. 4 cái tên top 4. Chắc là nó có T1. Ok. Jin Dong, Jin Dong. Rồi ok. Genji, Genji. Cuối cùng là em sẽ đặt niềm tin vào Weibo một lần này. Weibo. Rồi thế bây giờ là Jason mình nghĩ sao? Là 4 đội nào? Em thì em nghĩ chắc Jin Dong là có này chị. Còn Genji, T1 thì chắc phải coi đánh lại để coi như thế nào. Nhưng mà có không? Chắc sẽ có T1. Không biết là vị trí nào. Đội thứ tư sao? Đội thứ tư thì hơi khó. Gặp nhau thì sao? Thì sao? Thì trở thành trận đấu nổi bật chứ sao? Và mật mã xem dây nhận thưởng trong ngày hôm nay sẽ nằm trong cuộc đấu giữa T1 và PLG. Và đội giành được chiến thắng trong ngày hôm nay sẽ ghi tên mình vào trong vòng tiếp theo. Và các bạn nhớ đón xem và theo dõi những trận đấu của các đội tuyển trong chung kết thế giới để có thể nhận được những phần quà giá trị cũng như là giới hạn đó. Và bật mí cho các bạn có một phần quà có chữ ký của Faker nữa đó nha.